Vâng, cửa hàng âm thanh Sudo Đỏ xin kính chào toàn thể các bác nhé. Ngày hôm nay thì em chính thức lên sóng cho bác được một lô loa JD với mã là PI102. Thì cái lô JD này ấy, nó thật các bác là em về trước Tết cơ. Nhưng mà bây giờ thì em mới lên sóng các bác cái lô 25, 30 thì em bán hết rồi. Còn 25 thì hôm nay em lên sóng, 30 chính xác lại còn có 2 đôi, không còn nhiều thì em để đó để ghép dàn thôi, chứ không đăng bán. Thì cái lô 25 này chắc nhiều người còn nhớ đó, đúng không ạ? Em thì có bị một nửa lô là nó bị bên kia người ta trắng mất, cậu em mất một nửa lô là họ lắp những cái bát Eric vào, bát linh tinh vào, cuối cùng là em thanh lý hết cho những người thợ ở quê hết rồi. Thì còn đây là được còn khó lọ 6 bảy đôi là lo zin 100%, hàng xịn của JD với mã là PA102. Đây nó chính là cái mã PA102 các bác nhé. Đấy, 102. Và công suất làm việc thấp nhất của đôi loa này á, nó là 200W, có nghĩa là khá là nhẹ nhàng cho mọi người sợ chơi. Và JD Design Pen thì cũng trân trọng đây, cũng nói luôn một số bác, một số người không biết là có thợ nào giỏi hơn hay là như thế nào thì học của ai không rõ, nhưng mà lên bình luận bảo là JD nó không phải là dòng loa thương hiệu của Tây Ban Nha, mà nó chỉ là dòng là loa là mua bản quyền nói chung là cái gì đó. Thì ngày hôm nay trước mặt tất cả các bác, nếu em nói sai thì các bác cứ chửi thẳng mặt em. Em xin đính chính một lần nữa, em nói thật các bác một liều lần nữa để cái mọi người không biết thì các bác vui lòng có thể vào đi kiểm tra hoặc là đi hỏi ai cứ hỏi thoải mái. JD 100% đó là dòng loa thương hiệu của Tây Ban Nha và sản xuất lắp ráp tại Trung Quốc. Đấy, giống như BMB, giống như MOF, giống như Gutin, giống như Dam, giống như tất cả những thương hiệu B3 mọi thứ đều là sản xuất tại Trung Quốc 100% và đây là hàng xịn 100%. Đấy, còn không có chuyện bảo là mua bản quyền. Các bác bảo là mua bản quyền là các bác đã sai rất là lớn ở đây. Không biết là các bác nghe của ai, nhưng các bác đã học một cái người đã bị sai quá lớn. Tại sao lại nói như vậy ạ? Bởi xin thưa các bác, nếu họ mua bản quyền công nghệ thì họ phải để cái thương hiệu của người ta, chứ không bao giờ được để thương hiệu của JD. Ví dụ như VinFast mua cái bản quyền Lux SA của đời BMW thì nó chỉ được để là gì ạ? Loại xe VinFast chứ không ngu gì, chứ được làm gì được để là xe của BMW. Xe VinFast công nghệ máy của BMW. Đấy là LA800, LA600, LA400, công nghệ của Mỹ. Nhưng có rất là nhiều thương hiệu sản xuất DK, MOF, RKB, IKI, vân vân. Có đến hàng trăm thương hiệu sản xuất đấy LA800 và 600 và 400. Nhưng tất cả đều để thương hiệu của họ và chỉ ghi đằng sau design công nghệ của Mỹ, chứ không bao giờ có chuyện mà họ để công hiệu hẳn là của USA. Không có các bác. Thế các bác bảo là loa này nó bán công nghệ, vậy cái công ty nào sản xuất được cái loa JD này? Đây là câu hỏi em dành cho những bác nào nhận xét câu hỏi đó. Đấy, một số bác là nhận xét câu hỏi đó. Em hỏi lại các bác, vậy công ty này là do cái loa JD này các bác phải mua công nghệ của Tây Ban Nha đúng không? Vậy cái công ty nào đang sản xuất ra cái loa JD này? Không phải JD sản xuất, vậy là công ty nào sản xuất ạ? Chắc chắn nó phải ghi công ty nó chứ. Nếu mà loa JD mà nó không ghi công ty sản xuất, vậy là cái loa gì? Chẳng nhẽ là loa gióng? Không có đúng không? Mà loa JD đó là cái loa đẳng cấp rồi. Nó là cái loa rất là mắc rồi. Nó còn trên cả, nó là anh của Audio Center cơ mà. Mà các bác, một số bác nhận xét thì em thấy rất là buồn cười. Mọi người cũng nên tìm hiểu lại để các bác có một cái công bằng cho JD. Gọi như là tất cả anh em chơi âm thanh, chúng ta đều tìm hiểu cái nguồn thông tin chính xác để chúng ta chơi, chứ không nên tham khảo một số cái thông tin gọi là sai lệch. Đấy, cho nên là các bác hiểu cái chỗ này một chút. Đó rồi, em nói vào chủ đề chính của em. Thì ngày hôm nay á, em có một cái lô JD với mã là 102. Thực ra cái mã 102 này nó cũng không phải là mã cáo cao cấp đâu các bác. Nó sẽ có PA10 cộng là PA gì đấy, thì mã nó sẽ cao hơn mã này một chút đấy. Mã nó sẽ mắc tiền, mã đó sẽ mắc cái tiền hơn mã này. Mã này thì nó chỉ yếu là để lắp phòng karaoke là chính, chứ còn bán gia đình thì cũng ít lắm. Đấy, thì cái giá một đôi PA102 mới này dao động tầm khoảng độ 17-18 triệu thôi. Nhưng mà nếu một đôi loa JD mà PA10 cộng gì đấy thì một đôi nó mới là tầm khoảng độ trên 20 triệu. Đấy, nó mắc hơn mã này. Thì mã này nó cũng là mã không quá mắc. Đấy, thì ngày hôm nay em có tầm khoảng độ 6-7 cặp đang có JD 100%, chưa vệ sinh đâu nhá. Nói chung cái này là lau chùi một cái thôi, chỉ bẩn thôi mà. Các bác lau chùi một chút là nó đẹp thôi. Đấy, thì em mời các bác cùng vào bên trong nội thất đôi loa này nhé. À, nói về giá luôn. Trước khi đi vào bên trong nội thất thì em sẽ nói về giá cho bác luôn. Đôi loa này hiện tại em chỉ bán có giá 5.900.000 đồng một đôi, chưa bao gồm cái ship, bao zin 100%, bảo hành. Tại sao em bán rẻ như vậy các bác? Đôi loa này hiện tại trên thị trường á đang bán với giá đâu đó gần 7 triệu một cặp loa này. Các bác có thể lên trên chợ tham khảo thoải mái, lên trên mạng gõ là JD PA102, nó sẽ có rất là nhiều người bán đôi loa này đấy. Và họ đang bán với giá đâu đó gần 7 triệu, và ngày hôm nay Sơn Đúc Đỏ chỉ bán giá 5.900.000 một đôi.
bao zin bao xịn, nếu không đúng em chịu trách nhiệm. Ok chưa? 5.900.000 đồng, sốc chưa? Sốc đốc đỏ hiện tại đang cần tiền và bán rất là rẻ. Đấy, các bác yên tâm. Đấy, ai sai người chịu nhá. Ok, thùng là thùng cân các bác nhá. Đây là lọ nó đã bẩn này, em chưa vệ sinh, các bác thông cảm nhá. Thùng cân nhá. Rất đẹp là lọ thùng hơi phía trước. Ok. Đấy. À, đây là chất của cái mã 102. Đấy. Chất mã 102 thì nhìn nó cũng giống cái mã PA 10 cộng thôi. Nó cũng giống y chang các bác, nó không khác. Đấy, cái mã kia đây hình như em nhớ đâu nó in cái chữ PA mà mở ở đây. Đấy. Đấy, cái mã này thì nó đời thấp hơn thì nó cũng không in, kể cả bát cũng vậy, nó cũng chẳng in. Đấy, màng là màng chống nước gần 2 sóng. À, bát này thì nghe tiếng bát cũng khá là uy lực luôn, khá là mạnh. À, độ bền cũng khá là cao, nghe rất là sướng. Nói chung là từ các bác nhìn cái từ xịn nó vẫn đã đâu. Gì đây để cái từ nó vẫn sướng. Cái quan trọng là cái lòng này thì nó là cái kẹp từ là kẹp từ trắng. Còn cái đời mà cái đời PA 10 cộng thì nó là kẹp từ điên. Con này là con 65, nhận 5 sóng các bác nhá. Đấy, zin đét 100%. Đấy, từng cái dâu mọi thứ là zin đét 100% nhá, không có cái chuyện là hàng fake hoặc là hàng ấy nhá. Đúng như thế này em bán cho bác nhá, không sai một chút nào nhá. Phần tần của GD thì nó lúc nào cũng đẳng cấp rồi. Nói chung mà nói là phần tần của GD thì em nghĩ là chắc chưa ai chê được đâu. Đôi loa này được sản xuất vào đây 12 tháng 7 năm 2012. GD thì họa rất là quan trọng với chỗ này, họa ghi rất là kỹ. GD Pro Last, Pro Audio rất đẹp. Ba cuộn cảm. Đấy là đời tụ vàng đặc trưng của GD. GD thì họ những cái dây kết nối họ không có han các bác nhé. Họ luôn luôn bắt bằng vít. Bắt ốc hết thêm một cái bảng mạch ở đây. Và đây là cái dây bát em lại bóc ra, phụ trì đồng hoàng ngon lành. Dây chép rất là lớn. Tất cả loại loa này thì các bác thấy là họ làm phải nói là cực kỳ, dây phải nói là cực kỳ đẳng cấp luôn. Cái dây chép các bác nhìn là cái dây chép công suất nó có bao nhiêu đâu. Mà họ làm cái dây to như dây 2.5 luôn. Từng cái chở mọi thứ là zin đét 100% nhé. Đấy, zin đét 100% cho bác luôn. Chưa có đụng chạm vào gì hết, thùng vách đẹp, thùng gỗ, lọ thông hơi phía trước. Bán giá gọi là siêu rẻ bèo. Đấy, chưa bao giờ mà GD em bán giá như vậy, em bình thường đôi một đôi loa GD 25 cái tầm khoảng độ 7-8 triệu. Đấy, ngày hôm nay làm một phát sốc nhất quả đất, bán 5.900.000. Và những bác nào mà thích đôi loa GD thì nhanh tay, GD thì riêng với cái độ sạch sẽ thì nó phải là gọi là VIP rồi. Cái độ sạch của GD thì chắc chắn là mọi người đã quá có hiểu về nó rồi. Tiếng nó ra cực kỳ sạch luôn. Cái mã này nó chỉ khác với cái mã PA 10 cộng một chút, đó là công suất của loại mã này nó thấp hơn cái mã kia 50W. Đấy, cái mã kia thì là 250W một chiếc công suất làm việc. À, công suất mắc đâu đó tầm khoảng 1.600. Đấy, đôi loa này thì công suất làm việc nó là 200W một chiếc. Đấy. Công suất chịu đựng mà để cái loa này đến khi ngưỡng cháy trong 15 phút thì nó đâu đó tầm khoảng 1.400. Các bác nghe, công suất trung bình thì hoạt động liên tục là tầm khoảng 1.800. Đấy. Thì đôi loa này thì chúng ta dùng ghép cùng đôi loa full 30 thoải mái đánh tẹt đô, hoặc là dùng độc lập cho ra không gian gia đình tầm khoảng độ 20-25 m², 30 m² đó lại thôi, chứ không nên dùng không gian rộng quá. Thì đôi loa này chất lượng karaoke ra này cực kỳ đẹp rồi, tiếng rất là hay. Đấy, với khổng giá mà ngày này em bán thì các bác đang rẻ được cả hơn 1.000.000 đồng. Các bác ngày hôm nay các bác đang mua được rất là nhiều, rẻ hơn được rất là nhiều nhá. Chưa bao giờ GD mà bán cái giá mà gọi là chỉ hơn 5.000.000 chẳng bao giờ có đâu bác nhá. Thì những bác nào đang có nhu cầu đôi loa GD liên hệ với em. Đấy, thì loa em cũng chưa vệ sinh gì cả đâu. Lúc nào đi thì em bắt đầu em mới lau chùi các bác nhá. Đấy, ok. Và những bác nào đang có nhu cầu hãy liên hệ ngay với số điện thoại ở phía dưới màn hình các bác nhá. Nếu bác nào lần đầu tiên xem kênh của Sơn Đốc Đỏ thì rất mong được các bác hãy ủng hộ cho bên em một nút đăng ký kênh cũng như một nút like. Nhân tiện đây em cũng xin thưa các bác một chút, đó là một số bác hay bảo em là hay nói lớn. Thì các bác thông cảm một chút là cái giọng của em và cái tính em nó từ xưa nay làm video luôn luôn lúc nào thích nói lớn. Và em nói rất là lớn trong mỗi video, cho nên các bác hãy thông cảm cho em một chút và các bác hãy mở nhỏ cái volume lại một chút nhé để cho nó đỡ lớn. Không nhiều khi là em nói các bác đã khi bảo em là nói gì mà nói như cãi nhau. Đấy, thực sự là cái tính nét thì nó mỗi người mỗi kiểu, em thì ăn to nó lớn quen rồi. Cho nên là mong các bác thông cảm và lượng thứ một chút cái chỗ này nhé. Ok, cảm ơn các bác rất là nhiều. Còn hàng hóa thì riêng hàng hóa của Sơn Đốc Đỏ thì các bác bán em bán ra thì các bác không lăn tăn. Hàng không thích 3 ngày trả lời thoải mái, nhận hàng lại, trả lại đủ tiền cho bác, không thiếu một xu, cam kết luôn, không trừ một đồng nhá. Bác nào mang loa đến trả lấy lại tiền về, bác nào xa này gửi bưu điện gửi xe tùy các bác, thì nếu các bác gửi xe gửi gì các bác cái chi phí các bác phải chịu, còn ở gần thì cứ mang loa đến trả cho em lấy lại tiền về, đó là lời cam kết luôn. Thôi em cũng xin phép dừng video ở đây, cảm ơn các bác đã xem video và xin hẹn gặp lại.